viếng bà Thánh đi xa về, con đi theo mẹ thăm viếng người chân thế. Thần là diêm phúc được mẹ Chúa viếng thăm, con theo chân mẹ viếng thăm người cơ cùng. Viếng thăm trẻ mồ côi, viếng thăm trẻ tâm thần, viếng thăm người neo đơn, viếng thăm người khuyết tật. Mẹ đi thăm viếng bà Thánh đi xa về, con đi theo mẹ thăm viếng người chân thế. Viếng thăm trại phong tuổi, viếng thăm người ung thư, viếng thăm người đói nghèo. Mẹ đi thăm viếng bà Thánh đi xa về, con đi theo mẹ thăm viếng người chân thế. Thần là diêm phúc được mẹ Chúa viếng thăm. Con tên là gì? Con Nguyễn Quang Thông. Hôm nay con 27 tuổi. Ở đâu? Con ở Cầu Quan, thị trấn Cầu Quan, tỉnh Trà Vinh. Ở Trà Vinh. Rồi, con được ơn gì của Chúa Thông? Thưa cha, là con chích xì ke 8 năm. Con mới bỏ được 1 tháng khi con lên đây. 20 mấy tuổi? 27 tuổi. 27 tuổi là 19 tuổi đã bắt đầu chơi xì ke. Mà con chơi những thứ gì rồi? Thưa cha, con chích hàng trắng. Chích hàng trắng, là cái chích trắng. Và làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến đây? Và con đến đây con đã được Chúa biến đổi như thế nào? Chia sẻ cho các bạn. Dạ, thưa cha, là cái ngày mà con đi lấy đồ về, bà nội con hỏi con lên Cha Long không? Con nói lên. Rồi cái ngày con lên tới đây con cũng tin. Mà con ra đây con xin rồi con không bị giặt. Rồi cái mấy ngày sau cái tay con bị gãy nè, con té mới con từng lỗi, đụng xe đụng người ta chạy 100 mấy đi lấy đồ, nhưng mà người ta cũng bị cái giò thôi, con thì bị gãy xương đòn, nhưng mà người ta anh chị em đưa con 500 ngàn kêu con đi chụp hình coi có bị gãy không, con không chụp, con lấy chích hết luôn. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Rồi xong rồi anh con mới chở con đi, chở đi chụp hình, nó gãy xương đòn. Nhưng mà về băng 1 tiếng đồng hồ, con gỡ ra luôn, con không băng nữa, nó tới đâu tới. Rồi xong rồi con lên đây, con cái tay con dở lên là cộp 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 á. Nhưng mà con gán lên đây con phụ mấy chuyện lật vặt trong nhà thờ mà Chúa cho con lạnh tay. Con lên đây thì 1 tháng này con làm cái gì cho giáo điểm kể cho mọi người nghe, các bạn nghe. Dạ thưa cha, con thấy phụ ghinh ghế này nọ mấy chuyện nhỏ nhưng mà thời. Rồi con giờ gia đình con thương lắm. Con phụ mấy chuyện lặt vặt như phụ hồ. Rồi làm sắt. Nói chung là cái gì là cần thì con phụ, vô con xin phụ. Và con làm đây được bao lâu rồi? Dạ con làm gần 1 tháng rồi. Dạ. Rồi gần 1 tháng ở đây con thấy thế nào đối với một thanh niên, thưa anh chị em, mà đang là ăn chơi suốt 8 năm trời, đang là cái tuổi trẻ như vậy, mà đến mức độ mà tiền thuốc còn bỏ để mà lấy mà chích xì ke mà, chứ đâu phải cỡ vừa. Vậy mà dám chấp nhận bỏ hết mà lên đây ở 1 tháng, làm những công việc như là làm sắt, làm hồ, làm vệ sinh, dập dọn ghế, và rất là vất vả từ sáng sớm cho đến tối khuya. Mà như là đêm hôm qua cha làm, con có làm không? Dạ con làm đến 11 giờ, 10 giờ con đi vô. Con bị đau mắt, dạ, sống sống. Nhưng... Rồi con cảm thấy sao 1 tháng con ở đây con thấy như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ con thấy ở đây là có tình thương, vui. Nhưng mà đầu óc không có nghĩ tới tiền nữa. Đã không?
Một cái thằng mà nó ăn chơi ghê gớm lắm mà nó đến đây giáo điểm tin mừng, nó bảo đến đây là có tình thương, có niềm vui và không nghĩ đến tiền. Còn người đi tu thì không thấy tình thương, không thấy niềm vui mà chỉ nghĩ đến xấu hổ cả rồi. Đây tôi gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Rồi đây là cái tặng luôn cho con cái CD để con về con nghe. Đây là CD Bước Trong Tin Yêu, 12 ca khúc gợi khen lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho con với cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Tết để con về quê hay ở đây ăn Tết với cha? À, con xin xin ở với cha, con không về. Tốt quá. Ít nhất là có một người tối ở lại ăn Tết với tôi rồi. Có một thằng, mà cái thằng đó là cái thằng xì ke. Tốt quá con. Nhiều bệnh nhân, riêng không người lỡ lầm, riêng không người gian nan, riêng không người cơ hàn. Về đi thăm viếng mà Thánh đi xa về, con đi theo mẹ thăm viếng người chân thế. Thần là riêng phu đường mẹ Chúa tiên thăm. Chân mẹ tiếng thăm người tớ cùng, tiếng thăm cha nghỉ hưu, tiếng thăm khi sơ già, tiếng thăm người đau thương, tiếng thăm người dân tộc. Mẹ đi thăm viếng mà Thánh đi xa về, con đi theo mẹ thăm viếng người chân thế.